khi tiết trời dần trở nên mát mẻ thì cũng là lúc để phong cách preppy lên ngôi. Preppy là phong cách chơi đùa giữa tinh thần trẻ trung, năng động với sự thanh lịch được thể hiện qua màu sắc, chất liệu và form dáng. Một chiếc áo overcoat phối cùng sơ mi trắng và quần tây đen chính là hình ảnh kinh điển của preppy style. Họa tiết house roof và những sắc màu trung tính là hai chi tiết làm nên sự thanh lịch của mùa cuối thu. Một đôi giày thể thao theo phong cách retro giúp cân bằng lại hình ảnh năng động. Một chiếc túi crossbody cùng tông màu với quần là một món phụ kiện thời thượng và hữu dụng không thể thiếu. Tuy đã cuối thu, nhưng tinh thần back to school vẫn còn đó, với phụ kiện là một chiếc cà vạt và một chiếc áo bóng chày, là điểm nhấn của set đồ. Được phối cùng sơ mi Oxford màu xanh baby, đi cùng quần jean đồng màu giúp bạn trở thành một chàng sinh viên thời thượng. Với outfit này, lưu ý chọn những thiết kế giày slip-on tối giản để giữ tinh thần lịch lãm. Nếu trời vẫn chưa chuyển lạnh, một chiếc quần short có độ dài trên gối sẽ là lựa chọn hợp lý để mặc cùng một chiếc áo polo. Một chiếc áo pullover khoác hở quanh vai để gợi lên hình ảnh của chàng trai thư sinh phóng khoáng và cũng để giữ ấm cơ thể khi trời lạnh dần về đêm. Một đôi giày lười đế cói và một chiếc túi nhỏ sẽ là phụ kiện tạo thêm điểm nhấn ấn tượng. Cuối cùng, hãy quay về với sự cổ điển của những năm thập niên 80-90 đầy hoài niệm với các tông màu trung tính như nâu, be, xanh navy. Đó là hình ảnh của một chiếc áo sweatshirt và quần chinos dáng đứng, phối cùng một đôi giày màu sắc tươi sáng và form dáng tối giản. Áo khoác và mũ lưỡi chai làm từ chất liệu corduroy sẽ làm tăng thêm tính retro của set đồ. Và đừng quên chọn một chiếc ba lô có thiết kế sang trọng và tiện dụng khi đến trường hoặc công sở nhé.